Google tung chiêu độc chào mừng siêu bom tấn ở Avenger Endgame. Avenger Endgame là phần phim thứ tư của đội siêu anh hùng Avenger và là phần phim tiếp nối của Avenger Infinity War ra mắt vào năm ngoái. Ở phần trước, các siêu anh hùng đã phải chống lại Thanos, một tên siêu ác nhân đến từ vũ trụ, nhưng rồi cuối cùng nhân vật phản diện này với sự giúp sức của găng tay vô cực và những viên đá vô cực đã xóa sổ một nửa dân số trong toàn vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay. Ở phần này, các siêu anh hùng sẽ một lần nữa phải đối mặt với Thanos để khắc phục lại hậu quả mà tên này đã để lại ở phần phim trước đây. Với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hollywood trong vai những siêu anh hùng được cả thế giới mến mộ, không quá khi gọi Avenger, Endgame là siêu bom tấn. Bộ phim này đã đạt kỷ lục về doanh thu từ đặt vé trước ngay cả khi phim chưa được ra rạp, chừng đó đủ thấy bộ phim được người hâm mộ háo hức chờ đợi đến mức nào. Để hưởng ứng bộ phim siêu bom tấn này bắt đầu được ra rạp, Google đã có một cách thức hết sức đặc biệt và thú vị. Cụ thể, khi người dùng tìm kiếm với cụm từ Thanos trên Google, tại kết quả tìm kiếm hiện ra sẽ xuất hiện kèm theo chiếc găng tay vô cực, thứ vũ khí quyền năng mà Thanos đã sử dụng để xóa sổ dân số của một nửa thế giới. Khi người dùng nhấp vào biểu tượng chiếc găng tay này, một hiệu ứng búng tay sẽ được diễn ra và lập tức, một nửa số lượng kết quả tìm kiếm trên Google sẽ bị biến mất, đặc biệt các kết quả tìm kiếm này sẽ bị xóa một cách ngẫu nhiên mà không theo một quy tắc nào giống như cách mà Thanos đã làm biến mất một nửa dân số toàn vũ trụ ở trong phim. Để phục hồi lại các kết quả tìm kiếm đã bị tan biến, bạn chỉ việc nhấn trở lại một lần nữa vào biểu tượng chiếc găng tay vô cực. Người dùng có thể thực hiện hiệu ứng độc đáo và thú vị này trên Google ở phiên bản máy tính lẫn smartphone. Phạm Thế Quang Huy